Tử vi tuổi Dần tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm Dần. Hân hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết của từng tuổi trong tháng 3 âm lịch năm nhâm Dần 2022 ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình quý vị nhé. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công, làm việc gì cũng được thuận buồm, xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Và đương nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng mong cầu rằng con cái của mình sẽ tu tâm, dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó đôi khi lại quá xa vời với rất nhiều người. Bởi vì có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất là nhiều những trọng trách ở trên vai của mình. Bên cạnh đó thì cũng có những người mặc dù là kinh tế của họ dư giả rất nhiều nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn, đời sống tình cảm khó khăn. Và thiết nghĩ đó cũng là một chuyện rất thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng mong muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và đặc biệt, trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch này thì những người tuổi Dần sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở hay những điều may mắn tốt lành nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có biến chuyển ra sao trong tháng 3 âm lịch năm 2022? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 3 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con hổ không được mấy suôn sẻ, công việc làm ăn kinh doanh dễ thất bát, đổ bể. Công việc làm ăn có sự thay đổi và trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Dần chưa nên mở rộng hợp tác bởi vì rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Dần trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này sẽ khá ổn. Đầu xuân năm mới, công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng. Tuy vậy, cần chú ý, hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt đẹp để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 3 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế, bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm nhâm Dần cho thấy, trong tháng 3 này, tài lộc với người tuổi Dần không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, đủ chi tiêu trong công việc. Việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thể thu hồi. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi Dần sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn, tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền lẫn tình. Vậy nên quý gia chủ tuổi Dần nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tháng này để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Dần năm 2022 cho thấy vào tháng 3 âm lịch, sức khỏe của quý gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong lĩnh vực tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Dần trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho sức khỏe càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu thì dẫn đến biến chứng khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần phải chú ý tai nạn xe cộ. Các quý gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của người tuổi Dần trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều chuyện phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Dần đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Dần sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Dần độc thân tháng này khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ và phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới nhiều chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Dần sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú ý cẩn trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Nhâm Dần cần chú ý, tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Trong tháng 3 âm lịch, vận thế của người tuổi Bính Dần bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó phổ biến với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của cấp trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần phải biết giữ, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Vận thế của người tuổi Mậu Dần có những bước phát triển tích cực trong tháng 3 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu. Người đang còn đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình.
tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các bạn trợ lý hỗ trợ. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.